Mỹ Tâm lần đầu tiết lộ chuyện bị trầm cảm, đã chia tay bạn trai và tình trạng tình cảm hiện tại. Mới đây, Mỹ Tâm gây chú ý khi xuất hiện trong họp báo phim Người Giữ Thời Gian vào tối ngày 6 tháng 4. Tại đây, nữ ca sĩ hiếm hoi có những chia sẻ về chuyện tình cảm khiến khán giả đặc biệt quan tâm. Theo đó, giọng ca họa mi tóc nâu cho biết bản thân không đặt ra tiêu chuẩn cụ thể trong chuyện tình cảm, mà quan trọng nhất vẫn là cảm xúc dành cho nhau. Cụ thể, nữ ca sĩ cho biết, mình không đặt ra tiêu chuẩn bạn trai, chỉ cần cảm xúc. Mỹ Tâm nghĩ sau này yêu ai cũng được, không cưới cũng được, chỉ cần ở bên người đó đến cuối đời. Ngày xưa Tâm ích kỷ, không giống như bây giờ, Mỹ Tâm nghĩ mình thành công rồi. Và ông trời công bằng lắm, thế là người yêu cũ xe bay mình. Kể từ chia tay lần đó, Mỹ Tâm học được cách tôn trọng. Mỹ Tâm cũng nói thêm, bản thân cô chỉ là người bình thường khi yêu, nên dễ bị cảm xúc chi phối, yêu là muốn có mọi thứ. Nhưng sau khi chia tay một vài mối tình, cô nhận ra không phải cái gì cô cũng có thể có được. Tôi cũng có những lúc sân si, tham vọng, ích kỷ, nhưng khi được đứng trước khán giả, tôi mới tìm thấy nơi tôi thuộc về, tôi thấy mình là ai và trở lại sự tỉnh táo. Mỹ Tâm trải lòng trong họp báo ra mắt phim. Trong họp báo này, Mai Tài Phến, người tình tin đồn của nữ ca sĩ cũng có mặt và công khai xuất hiện trên thảm đỏ. Trước đó, cả hai từng quen biết nhau khi có cơ hội hợp tác trong một vài dự án âm nhạc và phim ảnh khiến khán giả nghi vấn phim giả tình thật. Mặc dù cả hai chưa lần nào lên tiếng, nhưng cộng đồng mạng tích cực đẩy truyền cho cặp đôi.